chào kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ sáu, 16 tháng 4 năm 2021. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi có ít nhất là 3 tin để mà gửi đến cho quý vị khán thính giả trước khi chúng tôi trở lại với lại bạn Đỗ Dũng của chúng tôi ở tại California. Tin thứ nhất là Hôm nay là ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba. Dương nhiên là Cuba là cái xứ nhỏ xíu thế này, Đảng Cộng sản hay không Cộng sản, người ta không chú ý đến. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó tạo cái tin sôi nổi. Lý do là bởi vì là ông xếp xong là ông Raul Castro, ông loan chính thức loan báo quyết định là ông sẽ nghỉ hưu. Và như vậy thì thưa anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, sau bao nhiêu năm trời, cả nửa thế kỷ, bây giờ chúng ta thấy cái tên Castro không còn ở trong cái chính trường của Cuba. Thành ra đó là một cái tin nó tạo sơ nổi. Cái tin thứ nhì nữa mà chúng tôi muốn xin được nói đến đó là cái tin liên quan đến cái trường hợp của Áp của, của của Nga và mối quan hệ giữa Nga với lại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua chúng tôi làm báo là chúng tôi thông báo là Hoa Kỳ quyết định uh, trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga ngày hôm nay để trả đũa thì nga cũng lại trục xuất 10 nhà ngoại giao của mỹ thành ra cái chuyện này cũng là cái chuyện giống như anh đô dũng nói ngày hôm qua ô chuyện đuổi qua đuổi lại là cái chuyện rất là bình thường nhưng có một cái chuyện này là chuyện không bình thường lý do là bởi vì chỉ còn có 90 ngày nữa là đến ngày thế vận hội olympic diễn ra ở tại tokyo nhật bản đáng ra là tới vận hội diễn ra từ năm ngoái nhưng mà vì lý do covid thành ra giờ lại cho đến năm nay và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả hiện tại bây giờ dư luận Nhật Bản là họ nghĩ rằng là nên giờ lại tiếp tục đừng tổ chức cho vào mùa hè năm nay. Tại sao họ lại đưa ra cái, cái đề ý kiến như vậy? Lý do cũng là bởi vì Covid 19. Những người mà lên tiếng phản đối họ bảo rằng là cái tình trạng lây lan vẫn còn rất, rất rộng ở tại nước Nhật và cái số người mà được trích ngừa Covid 19 cho đến giờ phút này ở Nhật Bản có bao nhiêu người cả? Thật ra họ bảo rằng là nếu mà có thể được thì xin quý vị rời cho một thời gian nào đó tốt hơn và để cho người dân cũng có thể là tham gia vào cái chương trình thế vận hội tức là người dân có thể đi xem thế vận hội chứ bây giờ quý vị tổ chức mà lại không có không có khán giả thì cái đó cũng không phải là cái điều hay không rõ là ban tổ chức thì sẽ quyết định như thế nào nhưng mà thưa văn đô dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả thủ tướng nhật bản ông suga đang có mặt ở tại thủ đô washington và bây giờ xin phép được trở lại california với bạn đô dũng Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều và thưa quý vị, tối ngày hôm qua Thủ tướng uh, Yoshihide uh, Suga của Nhật đã đáp máy bay xuống phi trường Andrew F. Hork Base và sáng nay đầu tiên là ông đến nghĩa trang quốc gia Arlington đặt vòng hoa nghe mộ chiến sĩ vô danh và sau đó thì ông đã vào tòa nhà Eisenhower Building gặp bà phó tổng thống Kamala Harris để chào sân và vào lúc 1 giờ 15 phút À, trưa ngày hôm nay giờ Washington Thì ông đã hội kiến với Tổng thống Joe Biden à, Chúng ta cũng biết là ba cái thủ tục hội kiến rồi nói chuyện rồi họp báo này kia Nó chỉ là cái phần bề ngoài thôi Khi mà đóng cửa lại chúng tôi nói chuyện thì Xin mời các nhà báo đi ra à, Câu hỏi đầu tiên hơi gọi là ngoài lề chút xíu nhưng mà tôi thắc mắc Bởi vì anh Khanh ở DC lâu hơn tôi à, Tôi nghĩ làm lạ là tại sao ông Suga lại đi từ dưới đi lên Ở cái ghế Trang Langton mà không là ở trong đi ra anh thấy thường thường các nguyên thủ quốc gia của Mỹ đó là ở trong ly ra nhớ ngày 20 tháng Giêng khi mà ông bay lần với ba cùng tổng thống à ba cuộc tổng thống họ đi từ trong đồng dạ, đồng. Đồng. đi ra dạ, dạ, không hiểu tại sao là ông này đi dưới lên anh có hiểu không? à vâng thứ thật anh là đây cũng là lần đầu tiên và tôi nhìn thấy cái cái hình ảnh như vậy vâng. cho đây là cái hình ảnh của những nhà nguyên thủ các quốc gia khác kể cả nguyên thủ của Hoa Kỳ cũng vậy các tướng lãnh của Hoa Kỳ cũng như thế là họ đi hàng họ đi từ họ đi là họ để cái vòng hoa mé bên trong anh hiểu không còn ông này cũng lại đi từ dưới bậc thang lên để bên ngoài Dạ tôi dạ, không hiểu tại sao rõ là cái lý do, lý do đó tại sao tôi thật với anh đô là cái đó anh là làm tôi, tôi thất vọng ông. quá anh ở dc gần 50 năm nay mà tôi hỏi anh là anh không biết đó thì làm sao mà tôi chẳng lẽ giờ tôi qua đó, đó tôi, ở <cười> <cười> câu chuyện vui ừ. đầu ngày đầu chương trình với quý vị nhưng mà chúng ta bây giờ đi vào những cái vấn đề quan trọng hơn thì chắc anh khanh cũng biết và quý vị cũng biết là trong tình hình căng thẳng hiện nay tại châu á cũng như thái bình dương đông nam á Hoa kỳ đang tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và trước cái chuyến thăm của ông Suga phải nói đây là chuyến thăm lịch sử ông là người đầu tiên đến thăm ông Biden và ông Biden cũng là người đầu tiên uh, uh, là tiếp ông là đầu tiên đó uh, trước chuyến thăm này thì họ có nhiều cái chuẩn bị chẳng hạn như là ông uh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ngoại trưởng của Mỹ đã đến Tokyo đầu tiên anh anh Khanh nhớ không rồi sau đó họ đi qua Nam Hàn họ gặp các người đồng nhiệm rồi sau đó họ đi về thì ông Blinken lại đi Alaska gặp ông Trì và Vương Nghị Rồi sau đó, đó hai ông cố vấn quốc gia của Nam Hàn và Nhật đi sang Mỹ gặp ông J. Sullivan cố vấn quốc gia của Mỹ Rồi Vậy. bây giờ hôm nay đó là ông Biden tiếp ông Suga rồi tháng Vậy. 7 này À tháng 5 này chứ Là Vậy. tiếp ông 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 ông, ông tổng Mù. thống uh, Moon của Nam Hàn Vậy. Và ngày hôm nay tôi được biết là ông Suga đang thuyết phục ông Biden là nhân Khanh nói nếu mà thế vận hội không rời thì ông Biden sẽ đi sang đó dự lễ là khai mạc. Ôi trời kinh quá. Vâng. Thì thưa anh, bây giờ nói thẳng luôn đó là Nhật với Mỹ có vẻ như đang là, là team up với nhau thành một cái là một cặp đôi mặc dù đã là cặp đôi rồi nhưng mà chờ thời gian qua cũng không được mặn mà cho lắm. Bây giờ ông tôi có vẻ mặn mà lại để ngăn cản anh Trung Quốc. Câu hỏi lớn nhất và đầu tiên, thưa anh Long, à, thưa thưa anh anh, anh 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 liệu họ có làm được điều này hay không hoặc là không làm được hoặc làm được từ đầu thưa anh. Tôi nghĩ là chắc chắn họ làm được. Lý do tại sao tôi nói cái điều đó là bởi vì anh Đô Dũng và quý vị thính giả của khán thính giả của người Việt TV để ý thấy là trong lời phát biểu ngắn chào mừng tổng ông thủ tướng Suga của Nhật Bản thì tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden có nói một điều, chúng ta sẽ đặt một cái nền quan hệ mới, chúng ta bước vào một trang lịch sử mới. Trang lịch sử đó là như thế nào là cái mối quan hệ chặt chẽ, mối quan hệ bền vững hơn bao giờ hết giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và rõ ràng là như vậy, thưa anh Đỗ dũng là tôi để ý thấy nhé Thứ thông thường thì là các vị tổng thống hoa kỳ khi mà sau khi họ nhậm chức thì cái việc đầu tiên là họ nghĩ đến châu âu và việc đầu tiên người đầu tiên họ mời là cũng là thường cũng là người được đến từ châu âu nhưng mà cái trường hợp của ông biden thì ông lại khác người đầu tiên ông nghĩ đến là châu âu. nơi ông đầu tiên ông nghĩ đến là châu á người đầu tiên ông nghĩ đến để lời ngỏ lời mời là thủ tướng nhật bản thành ra là bởi như vậy người ta nhìn thấy rõ ràng là bây giờ là châu Á đang chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong cái bàn cờ chiến lược của Hoa Kỳ. Cái bàn cờ chiến lược đó bao gồm cả nào là an ninh, nào là quân sự, nào quốc phòng, kinh tế, thương mại, vân vân và vân vân. Cái điều đó là cái điều rõ ràng. Và người ta còn bảo với tôi hồi sáng ngày hôm nay người ta nói rằng là không phải như không phải chỉ đơn thuần như vậy không thôi. Hai bên, hai ông còn đồng, đồng ý với nhau. Mỗi một ông bỏ ra một tỷ đô la để mà mở rộng cái kỹ thuật về 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 internet về wi-fi để chứng tỏ cho thế giới biết rằng là cái không ngờ là hoa kỳ và nhật bản sẽ cùng với nhau để mà đi tiên phong trong nhiều lãnh vực khác nhau và cũng như là phía bên ông biden thì ông nhấn mạnh một điều rằng là tôi biết là trung quốc đang muốn chiếm cái vị trí số một của nước mỹ đừng mơ tưởng là ông bạn có thể chiếm được cái vị trí số một đó và cũng đừng quên rằng là bạn không thể nào làm được bởi vì là Nhật Bản là đồng minh của chúng tôi cái điểm đó là cái điều mà người ta muốn nói đến người ta đang nói đến ở tại thủ đô Washington thì anh nói dung ờ, rõ ràng là không ai không thể nhận ra được cái điều đó và ông Biden và ông Suga không giấu giếm chuyện đó mà có thể nói là họ sẽ có bộ ba uh, Mỹ Nam Hàn và Nhật chưa kể là có bộ tứ uh, Mỹ Nhật uh, Úc và Ấn Độ anh không? Dạ vâng. Và như anh Khanh nói đó là tôi cũng thấy là Mỹ sẽ dùng cái vai trò gọi là cường quốc của mình trong vấn đề quân sự ở trong cái chiến lược này, trong khi Nhật sẽ dùng cái vai trò là một cường quốc về kinh tế cũng sẽ hỗ dạ trợ vâng. các nước trong vùng. Nói chung là hai anh ấy là hỗ trợ với nhau. Nhưng mà thưa anh ở trong ngày hôm nay tôi được nghe nói là họ cũng có thể có cái tuyên bố liên quan về Đài Loan và anh Khanh chắc cũng biết là hôm thứ năm vừa rồi ông Biden đã cử ba cựu giới chức ở trong đó có một cựu thượng nghị sĩ và hai cựu uh, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đến Đài Loan thăm không chính thức, rồi Trung Quốc cũng cho tập trận là làm tùm lum tùm la hết, à, hai bên đang gọi là chém gió và dương càng dữ dội lắm. Nhật á, thì rõ ràng cũng muốn hợp tác với Mỹ để ngăn cản cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhất là Trung Quốc gần đây khiêu khích rất nhiều liên quan đến đảo Điếu Ngư Đài. Anh cũng biết là đó cách đây vài ngày dạ vâng. hàng không có hạm Liêu Ninh đã đi qua dưới đảo Okinawa và Điếu Ngư Đài. Nhưng mà ngoài ra thì uh, Nhật và Nam Hàn cũng có cái quan hệ buôn bán rất là tốt với Trung Quốc Đặc biệt là Nhật lệ thuộc vào Trung Quốc trong đề đất hiếm Và ngày hôm nay uh, nhiều hãng tin đặc biệt là hãng Bloomberg cho biết là trong quý 1 vừa rồi GDP của Trung Quốc tăng tới 18.3% Và họ dự trù năm nay là cả năm Trung Quốc sẽ tăng là 6% Thưa anh, uh, ông Nhật ông đứng ở giữa này một đằng là quyền lợi kinh tế của ông với Trung Quốc Một đằng là quyền lợi chiến lược với Mỹ Ông Suga sẽ cân bằng như thế nào? Mặc dù ông là một cái người ở trong chính phủ Nhật lâu năm Nhưng mà ông mới chỉ là làm thủ tướng đấy thôi Độ, Liệu ông có đủ kinh nghiệm để làm cái chuyện này không thưa anh Khánh? Câu trả lời là chắc chắn là ông làm đủ chứ sao không đủ thì anh Đỗ Dũng. Ông mới lên làm thủ tướng có một thời gian ngắn Nhưng mà đừng quên rằng là ông làm tránh văn phòng của phủ thủ tướng Thì trong một thời gian rất là dài Trong bao nhiêu năm trời ông Suga giữ vai trò nhân vật thứ nhì ở trong chính quyền của nước Mỹ, ở trong chính quyền của nước Nhật. Thành ra là bởi như vậy, những điều những điều gì mà đi qua ông thủ tướng thì bắt buộc phải đi qua ông Suga thành ra là bởi như vậy bây giờ là cái đây là cái lúc mà cờ trong tay để cho ông phất ông phất như ý của ông muốn anh Đô Dũng nói rằng là liệu là ông đứng giữa mà ông phải nghiêng bên này bên kia vân vân và vân vân câu trả lời của tôi là ông không phải nghiêng về phía bên nào cả ông là người ông là người bạn của Hoa Kỳ và ông biết ông là một người bạn tốt của Hoa Kỳ ông cũng biết hoa kỳ là người bạn tốt của ông thành ra bởi như vậy trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay thì là với lại tổng thống joe biden thì cả hai ông đồng ý với nhau một điểm chúng ta tức là nhật bản và hoa kỳ không coi trung quốc là đối thủ nhưng mà chúng ta coi đó là một đối tác chúng ta sẵn sàng mong muốn nhìn thấy một uh, trung quốc phồn thịnh nhưng mà chúng ta không có chấp nhận cái những thái độ hung hăng mà trung quốc không phải là chỉ với đài loan không thôi thì anh đối đối dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả khi mà họ nói chuyện với nhau, họ có bàn cả đến chuyện là ở Điếu Ngư Đài, ở Đài Loan và cả ở Biển Đông nữa chứ không phải là không. Và họ bảo rằng đó là những hành động mà không ai có thể chấp nhận được. Không ai ở đây, tức là họ muốn nói là cả thế giới không thể chấp nhận được. Xin pháp định nhắc lại, họ vẫn không coi là Trung Quốc là đối thủ mà họ coi Trung Quốc là một đối tác. Nhưng đồng thời là một đối tác thì có trách nhiệm của một đối tác giống như là ông Biden đã từng bảo rằng là anh Trung Quốc ông là một quốc gia lớn, ông là một cường quốc, ông có trách nhiệm phải thi hành cái vai trò của cường quốc chứ ông không thể nào thi hành cái vai trò của một cường quốc bằng những cái hành động gây rối mà ông đang làm. Thành ra là bởi như vậy, thưa anh Đỗ Dũng và thưa cụ với lại quý vị thính giả. Tôi thấy rằng là ông ông làm rất là đúng khi mà ông biết rằng là tổng thống Joseph Biden gọi điện thoại để mời ông sang bên này là ông biết rằng là đã đến lúc hai bên phải có một cái quan hệ mới chặt chẽ hơn và đương nhiên là họ nhìn thấy cái rào cản trước mắt chính là Trung Quốc làm thế nào để cho Trung Quốc phát triển nhưng mà không chấp nhận sự bành trướng về quân sự mà Trung Quốc đang cho áp dụng với lại mọi quốc gia đặc biệt nhất là ở Đài Loan với Nhật Bản và với vùng biển đông thì anh đối súng. Vâng tôi đồng ý với anh là ông Suga có kinh nghiệm có nhiều điều ông ở trong uh, uh, nội các lâu nhưng mà anh nên nhớ trên chính trường quốc tế ông chỉ là một gọi là rookie anh thấy không? đây là lần đầu tiên ông lên làm thủ tướng anh phải nên nhớ ông Shinzo Abe tiền nhiệm của ông đã từng làm tổng thủ tướng hai lần anh thấy không dạ vâng đồng ý là đối với trong nước Nhật có thể là ông nhưng mà đối với quốc tế đó làm gì làm anh vẫn phải có một cái uy tín hoặc là một cái được người ta biết tới ví dụ ông Biden đó ông dạ cũng vâng. từng là phó tổng thống rồi Dạ, anh thấy vâng. không? Ông cũng dạ, đừng vâng. đi Trung Quốc đi nhiều nước. Ông ở đây có thể nói là nếu tôi không làm đây là chuyến thứ nhì chuyến đầu tiên ông qua Việt Nam. Chuyến thứ đi gì? Còn trước đó ông có đi đâu nữa cũng chỉ làm một bộ trưởng nội các thì cũng bình thường thôi. Thì thưa dạ, anh, vâng. ông ông có cần phải có thêm những cái đó để mà làm những cái điều như anh Khanh vừa nói không? Câu câu trả lời là cái chuyến đi này là cái chuyến đi nếu mà có thể nói là dùng như thế nào? Đây là chuyến đi mang dấu ấn của đúng rồi. ông Suga. đẩy đẩy là cái là hình, đúng hình đúng ảnh của ông lên. Đẩy cái hình ảnh rõ ràng và ai là người đẩy hình ảnh đó lên thưa anh đô dũng và thưa cùng với là quý vị thính giả đồng minh hoa kỳ là Đúng người vậy. đẩy cái hình ảnh của ông suga lên thành ra là bởi như vậy tôi bảo không có gì trở ngại cả ông suga có được tất cả những điều mà ông cần có để mà ông làm những cái điều mà ông muốn làm cái điểm quan trọng ở đây và tôi để ý thấy đây là cái điều cái điểm quan trọng ở đây là trong thời gian trước đây anh đô dũng thấy ngay cả với lại ông shinzo abe cũng vậy muốn một lần đi sang Hoa Kỳ thì mấy ông cứ rất là ngần ngại mấy ông bảo vậy chứ tôi muốn là Hoa Kỳ phải hứa với tôi như thế này Hoa Kỳ phải hứa với chúng tôi như thế kia bây giờ ông Suga ông đi một cái bước xa hơn ông bảo tôi đến Washington để gặp Tổng thống Joseph Biden và tôi sẽ bảo với ông rằng là hai đứa chúng ta cùng làm xem có điều gì mà chúng ta có thể làm chung được với nhau chứ tôi không có phải là tôi đến trong cái vai trò xin sỏ và đòi hỏi cái sự hứa hẹn đó cũng là một cái điểm nổi bật Trưa nay thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với quý vị khán thính giả Có thể nói rằng là ông Suga là vị thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản Hay là một nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản Có thể làm được điều đó Và làm được điều đó ngay ở chuyến đi đầu tiên Là khách mời đầu tiên của vị tổng thống của vị tổng thống nước Mỹ hiện nay tức là ông Joseph Biden thưa anh đối súng câu hỏi cho với anh Khanh uh, nhân nói đến chuyện ông Suga anh có nghĩ là ông Biden đã cho ông ông có ông ông, ông Suga một cái favor, tức là chọn ông Suga là người đầu tiên qua để nâng hình ảnh ông lên và một, ở một mức nào đó có thể là tạo lợi thế trong trong cuộc bầu cử cuối năm nay tại Nhật. Cuối năm nay là điều, có bầu cử đúng không? Điều đó hoàn và hoàn như vậy có thể là sự. giúp cho ông cái đảng ông ta đắc cử để ông có thể tiếp tục thực hiện những cái chính sách gian dở và chính vì vậy thì trong cái chuyện này nếu mà gọi là chơi đẹp lại với ông Biden thì ông sẽ hợp tác một số cái điều mà có lợi cho cả hai bên. Anh có nghĩ? kiện đó có không? câu đó là cái cái điều đó là cái điều chắc chắn và anh Đỗ Dũng lúc nay anh Đỗ Dũng vừa đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả ở ngay đầu chương trình của anh em chúng tôi tối ngày hôm nay tức là giữa tháng 4 thì là đón ông giữa tháng 5 thì là đón ông tổng thống Hàn Quốc đều rất chứng tỏ tức là ông Biden uh, xoay trục quay về phía châu Á và uh, nhìn thấy rõ ràng là, là bây giờ là cái vai trò ở châu Á là châu Á chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong chính trường của nước Mỹ. Đó là cái điểm thứ nhất. Ông Biden cần hai người. Đó là cần thứ nhất là ông Suga. Cần thứ nhì là ông Nam Hàn là ông Mụn. Và chắc chắn là ông cũng cần người thứ ba. Thưa Văn Đô Dũng và thưa của Văn lệ quy và khán đánh giả là ông Ấn Độ. Ông Biden có được những người đó. Ông để ông có thể làm những công việc mà tất cả cả bốn người đều muốn làm tức là ngăn chặn sự bành trướng của trung quốc cái điều đó là cái điều rất là rõ ràng tôi cũng phải xin thưa với anh đô dũng một điểm là như thế này khi mà nghe tin là ông biden cử cả ông ngoại trưởng lẫn ông uh, tổng trưởng quốc phòng sang hoa, sang uh, sang nhật bản sang nam hàn trước khi sang châu âu là người ta đã thắc mắc ở tại washington dc người ta bảo à bây giờ lại có một chuyện lạ đây tức là không phải là coi thường cái thái và vai trò của châu Âu, nhưng mà rõ ràng là coi trọng hơn cái vai trò của châu Á. Thành ra đó là cái điểm rất là quan trọng. Anh cũng nói đến một cái điều rất là hay là cái chuyện của ông Suga, ông Suga lên làm tổng thống, ngay tuần sau là ông đi đâu? Ông đi Việt Nam. Ông Biden lên làm tổng thống, khách mời đầu tiên là ai? Là mời ông Suga đến Washington DC. Cái trường hợp của châu Á bây giờ là rất là quan trọng, bởi vì ở trong châu Á chúng ta có chúng ta có một đối tác nhưng mà nhưng mà nó không phải là bạn nó mang tên là trung quốc thành ra là chúng ta xin phép được nhắc lại cả hai ông ngày hôm nay với ông đều bỏ ra là trung quốc không phải là đối thủ của chúng ta nhưng mà là đối tác nhưng chúng ta không chấp nhận được những thái độ hung hăng mà trung quốc đã làm với những quốc gia láng giềng và với lại vùng ở trong vùng châu á thái bình dương đó là cái mục tiêu quan trọng hàng đầu hiện nay thiền đối súng Vâng, anh Khanh nói về làm tôi nhớ ông uh, cựu thủ tướng của Đức Kevin Rudd ông từng nói tại uh, một cái buổi nói chuyện mới đây ở trường Harvard là chúng ta không thể ly dị Trung Quốc được. Chúng ta đã cưới nó từ thập niên từ năm 1972 là không thể ly dị, phải ở sao bắt bắt Trung Quốc ở sao cho phải đạo thôi chứ không thể ly dị được. Dạ, đó vâng, là cái, lời cái, đó nói cái như điều đó là cái điều hoàn toàn đúng. Dạ vâng, như là hôm nay tôi đã thưa cô anh Đỗ Dũng là ông Ba Đan, ông bảo rằng là ông nói thẳng với Trung Quốc, anh là một cường quốc anh phải có anh là anh phải biết đóng cái vai trò của cường quốc chứ anh không thể làm những cái chuyện như thế này được đó là nghĩa cái là đó nghĩa là... là... anh anh không thể ly dị tôi được nhưng mà anh sống với tôi anh phải anh phải sống đàng hoàng đúng, đúng không? dạ vâng dạ vâng <laughs> chứ không phải là lâu lâu là anh bỏ nhà anh ra đi thế đó là điều đó chúng ta không chấp nhận Không bỏ đấy. lâu lâu Đâu bỏ rồi. đi được nhớ dạ. phải về về với vợ với con dạ vâng dạ Cảm ơn anh rất nhiều xin phép được thưa với anh đô dũng một chuyện vâng ngày hôm qua tôi còn nợ anh đô dũng một cái câu hỏi tức là cái vai trò của Nhật Bản và Hoa Kỳ đối với vấn đề Miến Điện như thế nào. Hôm nay trong cuộc thảo luận thì hai ông có bàn về vấn đề Miến Điện và ông Biden có nói với lại ông Suga một điều, ông bảo rằng là ai cũng biết là Trung Quốc can dự đến tình hình nội tình hình của Miến Điện và ai cũng hiểu cả thế giới đều hiểu rằng là Nhật Bản là quốc gia đóng góp viện trợ nhiều nhất cho cho Miến Điện. Thế ra là bởi như vậy ông Suga đồng ý rằng là sẽ dùng cái khoản tiền viện trợ, dùng cái uy thế chính trị của mình để mà can dự vào cái trường hợp của Miến Điện trong cái trường hợp tốt nhất để mà làm sao mà có lợi để giúp cho Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh khác có thể lên tiếng chỉ trích chính phủ Miến Điện trong thời gian sắp đến. Và hy vọng, họ cũng hy vọng là, là nhờ vào những cái điểm đó mà có thể là tái lập được một chính phủ dân chủ tại Miến Điện trong một thời hạn sớm nhất thì về anh Âu Dũng. Vâng, cảm ơn Khánh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn khi vào chương trình tuần sau. Dạ vâng, xin cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tương trình đặc biệt cho người Việt TV.